salut, bienvenue à notre chaîne Postcard de Viti Rouge. Et aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de la série Français en ligne. Xin chào các bạn đến với kênh Postcard của Viti Rouge. Hôm nay chúng ta đến với tập thứ 2 của série lên website nghe Postcard hay là série học tiếng Pháp khi online. Et dans cette série, c'est comme j'ai déjà présenté, on va consulter un site web français et on va découvrir qu'est-ce qu'on dit dans chaque page. Như mình đã giới thiệu trong tập trước thì trong série Français en ligne thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn mỗi tập một trang web bằng tiếng Pháp và chúng ta sẽ tìm hiểu xem là trong cái website đó nó sẽ có những cái nội dung gì. Alors pour commencer la découverte, consulter le site. Alors donc ce n'est pas notre site vitirouge.com mais ici le site placard.fr. Để bắt đầu tập này thì các bạn hãy lên Google và gõ tên một trang web, không phải là trang web vitirouge.com mà trang web placard.fr. Như vậy sẽ viết là BLA, chữ bờ bò, BLA, CAR. Car trong tiếng Pháp là xe ca các bạn. Ngày xưa chúng ta hay gọi là xe ca là xe khách á. Car là xe khách. Je pense que vous tous connaissez et déjà utilisez une fois Uber ou Grab ou Bi ou Gojek. Mình nghĩ là tất cả các bạn đang nghe podcast thì đều đã từng sử dụng những cái dịch vụ hoặc những cái app mà đặt xe trên điện thoại như là Uber hay Grab hay là Bi của Việt Nam hay là Gojek. Par exemple, mais en fait, si ce type d'application deviennent plus courantes déjà quelques années, autour de je pense, moins de 10 ans au Vietnam, alors que BlaBlaCar, on peut dire un startup, ou un type de service, de même type de service, mais déjà très très connu depuis longtemps. Nếu như mà các cái hình thức mà gọi xe qua chúng ta vẫn gọi là dịch vụ xe công nghệ, xe ôm công nghệ nó được phổ biến ở Việt Nam, mình nghĩ là dưới 10 năm trở lại đây, thì trong khi đó thì ở châu Âu và đặc biệt là ở Pháp thì có một cái dịch vụ mà nó có cái hình thức tương tự như vậy. Tuy nhiên là nó có một số điểm khác, chúng ta sẽ từ từ khám phá. Thì cái dịch vụ này gọi là BlaBlaCar. Và cái dịch vụ đi chung xe này á, nó đã được phát triển ở Pháp từ rất lâu rồi. Et en fait, il y a beaucoup de questions sur la légalité de Uber dans plusieurs pays européens. Parce que Grab ne marche pas trop dans ces marchés-là, parce que c'est pour surtout pour les scooters. Et en Europe, on n'utilise que les voitures. Trong khi mà ở Việt Nam thì Grab thì trở nên phổ biến hơn, Uber thì đã không còn nữa. Vì chúng ta là đi xe ôm công nghệ, tức là xe máy. Nhưng mà ví dụ như, vì ở châu Âu thì người ta đi xe hơi nhiều hơn. Nhưng mà ví dụ như trong khi là Uber là một cái dịch vụ mà rất nhiều nước đặt ra cái câu hỏi về tính hợp pháp của nó. Ou de la concurrence avec le taxi traditionnel. Hoặc là ví dụ như người ta đặt những cái câu hỏi về việc cạnh tranh như thế nào với lại cái dịch vụ taxi truyền thống. Alors que BlaBlaCar, c'est une autre question, c'est une autre idée. On approprie surtout l'idée de cette innovation, de cette mesure numérique. Đối với lại BlaBlaCar thì nó lại là một cái câu chuyện khác, là người ta không có đặt vấn đề về việc là tính hợp lý của nó, mà ngay từ đầu thì nó đã được hoan nghênh và nó vẫn tồn tại đến ngày nay, và nó được khen nhiều hơn là chê nếu mà chúng ta nói riêng về việc là nó có cạnh tranh với lại dịch vụ taxi truyền thống hay không. Alors c'est quoi BlaBlaCar? Như vậy thì nếu như mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn thì BlaBlaCar là gì? Alors ici, covoiturage. Covoiturage, c'est-à-dire que vous avez une voiture, vous avez beaucoup de place disponible sur votre voiture parce que vous conduisez seul. Et alors, maintenant, vous partagez ces places à d'autres Français, d'autres clients, d'autres amis ou d'autres passagers.
Đối với lại covoiture casual là nó một cái hình thức mà gọi là chúng ta có thể nói là đi chung xe hay là chia sẻ chỗ ngồi trên xe á. Thì ví dụ các bạn tưởng tượng mình là cái người điều khiển cái chiếc xe hơi, và hôm nay mình lái xe một mình, vậy thì trên xe mình sẽ còn là một chỗ, hai chỗ, ba chỗ. Và bây giờ mình muốn chia sẻ những cái vị trí chỗ ngồi đó cho những người khác, cho những người bạn, cho những người hành khách, cho những người ở đây chúng ta hay dùng là passager, là người hành khách á. Thì alors covoiturage, il n'y a pas de concurrence directe avec le taxi traditionnel parce que ce sont des personnes privées qui vont conduire la voiture. Ở đây thì đối với covoiturage thì nó không có câu chuyện là cạnh tranh với taxi truyền thống. Ở taxi ở Pháp thì nó sẽ là hoạt động như một hình thức khác. Et BlaBlaCar, normalement, on peut parler de la concurrence avec le train ou le bus, c'est-à-dire des moyens de transport communs pour se déplacer entre ville et ville. Đối với BlaBlaCar hay là hình thức covoiturage hay là chúng ta gọi là đi chung xe hay là đi xe quá giang này á, thì các bạn hình dung là nó không đặt câu hỏi về việc là cạnh tranh trực tiếp giữa một cái xe taxi và một cái xe hơi. Nó giống như là Grab taxi ở Việt Nam hay là Grab car ở Việt Nam. Nhưng covoiturage thì nó là câu chuyện giữa một cái dịch vụ lái xe và các cái dịch vụ giao thông công cộng như là đi tàu, tàu lửa, tàu train, train hoặc TGV là tàu cao tốc, hoặc là đi xe buýt. Và đây là các cái dịch vụ công. Alors ça, c'est un service public et un service privé. Và đây là một cái dịch vụ công và một dịch vụ tư. Et alors, on va voir tout d'abord c'est quoi le site, comment ça fonctionne. Et ensuite, on va découvrir plus en détail qu'est-ce qu'on peut bénéficier de ce service. Như vậy, đầu tiên chúng ta hãy đi tìm hiểu xem tự là trên cái website này chúng ta có thể khai thác và sử dụng nó như thế nào trước hết. Rồi trong quá trình tìm hiểu thì chúng ta sẽ đào sâu thử xem thử là đối với cái dịch vụ, đối với cái website này thì chúng ta sẽ có những cái ưu điểm hay là chúng ta được hưởng những cái quyền lợi gì. Voilà. On va commencer avec la page d'accueil. Chúng ta sẽ bắt đầu với trang chủ. Ici, vous allez voir BlaBlaCar, covoiturage et bus. Donc, bus et voiture privée sont deux moyens principaux que vous pouvez chercher comme service sur ce site. Ở đây, ngay ở trên đầu website thì các bạn thấy BlaBlaCar, covoiturage và bus. Voiture là xe hơi và bus là xe buýt. Thì như vậy, chúng ta nhìn được ở đây đầu tiên là xe hơi và xe buýt. Đó chính là hai cái dịch vụ được khai thác ở trên cái website này. Ensuite, vous allez voir une barre de recherche et vous pouvez choisir ici, vous pouvez taper comme vous voulez, c'est quoi votre départ et la destination. Vậy thì ở trên này chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái thanh tìm kiếm và các bạn sẽ nhập vào đó điểm xuất phát, départ, và cái điểm destination là nơi đến. Je fais un exemple avec le mot part de n'importe quoi. Et vous pouvez voir ici France, Allemagne, Italie. Mình thử gõ một từ như là part trên một cái từ bất kỳ thôi, các bạn cũng có thể thử bằng bất kỳ chữ cái nào hoặc một cái thành phố hay cái địa danh nào mà các bạn định xuất phát. Vậy thì ở đây các bạn thấy là Pháp nè, Đức nè. Pháp là France, Allemagne là Đức và Italy là Ý. Thì như vậy thì các bạn hình dung là dịch vụ BlaBlaCar nó được phát triển ở nhiều nước châu Âu khác nhau. Donc ce service BlaBlaCar est développé pour plusieurs pays européens. Donc ce n'est pas juste la France, mais vous pouvez vous déplacer dans plusieurs pays européens. Như vậy các bạn không phải chỉ đi mỗi nước Pháp mà các bạn có thể đi qua những cái nước khác ở châu Âu nữa. Et vous pouvez choisir avec aujourd'hui, c'est-à-dire vous pouvez voir le calendrier et choisir la date de départ comme vous voulez. Ở cái chỗ mà từ aujourd'hui thì các bạn có thể chọn cái ngày xuất phát như ý các bạn muốn. Et passager, c'est-à-dire le nombre de passagers. Vous allez partir seul ou avec votre ami ou avec quelqu'un d'autre. Ví dụ như trong trường hợp này, ở passager thì các bạn sẽ chọn cái số lượng người mà sẽ đi á, để tham gia cái cuộc hành trình đó. Vậy sau đó các bạn bấm vào cái kính lúp để tìm kiếm, bắt đầu tìm kiếm. Và đã. Ensuite, si vous tournez en bas, tout en bas du site web, vous allez voir
un petit guichet d'où vous pouvez choisir la langue. Các bạn kéo kéo xuống đến tận cuối cùng của trang web, cái chỗ mà có những cái hình như là Facebook, Twitter, Instagram và YouTube màu xanh nhỏ nhỏ như trên hình minh họa. Thì các bạn thấy có một cái ô nhỏ nhỏ ở ngay góc bên phải, tay phải của các bạn trên màn hình. Langue française euro. Ở đây các bạn có quyền là chọn ngôn ngữ và chọn cái đơn vị tiền tệ. À, như vậy nó sẽ gợi ý cho các bạn một số các cái ngôn ngữ khác. Vậy thì nếu như mà việc tìm hiểu cái website này mà bằng tiếng Pháp mà khó quá thì các bạn có thể chuyển sang tiếng Anh trước nếu như các bạn là đang biết tiếng Anh, rồi sau đó dựa trên những cái thông tin mà các bạn tìm hiểu được bằng cái phiên bản tiếng Anh thì các bạn có thể quay lại xem kỹ hơn website tiếng Pháp. Alors, je prends un exemple pour vous montrer comment ça marche le service. Mình lấy một cái ví dụ để minh họa cho các bạn là khi mà đi tìm một địa điểm, khi mà đi tìm một nơi hay là xem các cái thông tin ở trên website này thì chi tiết về dịch vụ nó sẽ như thế nào. Alors ici, ça c'est par hasard. Donc vous pouvez taper de n'importe quoi comme vous voulez. Ở đây mình thử một cách ngẫu nhiên thôi thì các bạn có thể chọn bất kỳ một địa điểm thành phố nào mà các bạn muốn. Alors, c'est quoi ça? Je prends le départ, c'est Paris 15. Mình chọn địa điểm xuất phát là Paris, quận 15. Và et la destination, Annecy, le vieux Annecy, c'est-à-dire le centre-ville de la commune d'Annecy. Mình chọn điểm đến là Annecy, phố cổ Annecy, thị trấn Annecy ở gần biên giới Pháp và Thụy Sĩ. La date de départ, c'est le vendredi 20 août 2021. Voilà. Mình chọn cái ngày xuất phát là thứ sáu ngày 20 tháng 8, năm nay là năm 2021. Passager 1, như vậy mình chọn đi cho một người. Alors, rechercher et on va voir les résultats. Và mình bấm tìm kiếm. Sau một lúc thì mình sẽ thấy cái kết quả như cái hình dưới đây. Alors, avec les informations que j'ai saisies dans la barre de recherche, alors voici le résultat. Mình lấy ví dụ những cái kết quả mà mình đã tìm thấy cho các bạn xem thử. Trajet à proximité, désormais vous voyez qui peut vous récupérer et vous déposer à proximité. Ở đây các bạn thấy có một cái hình nhỏ, có cái hình người đi bộ màu xanh lá cây nè. Thì nó nói là những cái hành trình mà gần bạn, à proximité. Từ nay bạn có thể nhìn thấy ai là người có thể récupérer, là người có thể rước bạn, người có thể đón bạn đó. Cái người lái xe họ có thể đón bạn và déposer tức là thả bạn xuống, tức là rước mình lên xe và thả mình xuống xe. Proximité là ở gần mình hơn. Thì các bạn nhìn thấy ở trên cái đoạn cái hình chụp mà mình minh họa ở đây á, các bạn thấy có ba cái hình người đi bộ nhưng mà màu xanh lá cây, màu vàng và màu cam. Donc il y a trois personnes en marche avec la couleur verte, jaune et orange. Et ici c'est pour bus. Il y a d'autres, c'est pour covoiturage. Voilà. Ở đây các bạn nhìn thấy nha, là người ta sẽ gợi ý cụ thể cho mình là bus hay là covoiturage, tức là đi chung xe hay đi xe buýt. Như vậy nếu các bạn muốn tìm hiểu về xe buýt thì các bạn bấm vào cái hình xe buýt. Như là trên hình là buýt là có 5 cái lựa chọn, rồi đi chung xe thì có 8 lựa chọn. Và các bạn nhìn thấy trên hình thì nếu như mà cái chỗ nào á mà mình nhìn thấy là xanh xanh hết, tức là cái ông tài xế á, hay là cái chỗ mà để mình lên xe á, nó rất là gần mình. Còn nếu như mà hình màu vàng thì nó xa hơn một chút, và màu cam thì nó xa, nó rất là xa, rồi có thể nó thành mười mấy cây số chẳng hạn. Thì các bạn có thể tự tự kiểm tra xem thử là chính xác là nó bao xa. Người ta sẽ ghi cụ thể thông tin ra. Alors, pour vous montrer que c'est combien la distance, combien d'heures en route. Normalement, si on prend l'autoroute, et c'est combien de kilomètres, et pour avoir l'idée sur le prix, le rapport du prix et de la distance. Je vais vous montrer sur la carte. Et voilà, ici, vous allez voir Paris à Annecy-le-Vieux. Để giúp các bạn hình dung rõ hơn về khoảng cách nè, về thời gian nè, về cái đường đi nè, về cái hành trình thực sự thực tế. Nếu như mà chúng ta tự di chuyển hay là nhìn trên Google Map nó sẽ đi qua đâu thì mình minh họa ở đây cho các bạn hình chụp. Các bạn có thể đem hai cái địa điểm này đem ra Google Map để xem thử là vậy là nó sẽ đi từ đâu đến đâu và bao nhiêu lâu. Alors maintenant, je vais changer l'option. Alors maintenant, je change la rubrique pour voir
comment je peux choisir le covoiturage. Bây giờ mình sẽ đổi sang cái lựa chọn là đi chung xe để mình xem thử là có một cái lựa chọn nào phù hợp cho cái việc di chuyển từ Paris quận 5 về về phố cổ Annecy hay không. Vous allez voir ici, la durée du trajet, c'est peut-être 5 heures ou 6 heures. Ở đây các bạn nhìn thấy là cái thời gian di chuyển nó có thể từ khoảng 5 giờ cho tới 6 giờ. Et on a ici le départ ou la destination précise. Chúng ta có thể chọn nhìn thấy trên hình á, người ta ghi cụ thể hơn là cái điểm mà cái trong quận 15 thì nó có rất nhiều vị trí thì chính xác thì người ta sẽ đón bạn ở đâu và cái điểm đến chính xác nó nằm ở đâu. Et à côté, vous avez le prix, l'idée sur le prix. Par exemple, 39 euros ou 44 euros. Các bạn nhìn thấy bên kia thì sẽ có cái mức giá là 39 euros hay 44 euros. Ensuite, vous allez voir avec, par exemple, sur quelques conducteurs, quelques chauffeurs, il y a l'étoile et avec la note. Các bạn nhìn thấy ở một số người tài xế thì người ta có cái dấu sao ở phía dưới, tức là đã thực hiện nhiều chuyến đi ấy, và đã được đánh giá nhiều sao, ít sao ở trên này rồi. Vậy thì chúng ta xem tiếp xem thử là có một cái option nào, có thể có một cái lựa chọn nào mà nó phù hợp không. Chủ yếu là các bạn nhìn vào cái việc là cái người tài xế đó họ có ở gần mình không, chứ nếu không thì mình sẽ phải mất công di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia của thành phố, đi xe buýt, đi xe taxi gì đó hay là đi bộ gì đó thì nó cũng sẽ rất là mất công và có thể sẽ rất xa, mười mấy cây số thì nó là một vấn đề. Alors ici, après avoir bien voir les idées, j'ai ici Monsieur Fabien avec 4,8 de points. Ở đây mình thấy sau khi mình tìm kiếm xong, mình thấy có một cái lựa chọn là khoảng 32 euro và của một người tài xế tên là Fabien được chấm điểm là 4,8. Thế bây giờ chúng ta muốn xem thử chi tiết vào khi mà các bạn chọn một cái địa điểm xong rồi thì nó sẽ ra cái gì tiếp theo. Alors, vous allez voir ici des détails du trajet, ensuite des informations pour le conducteur, pour le chauffeur, le type de voiture aussi. Khi mà các bạn bấm vào thì các bạn sẽ thấy địa điểm là thời gian là xuất phát là người ta ghi cho các bạn luôn là cái nơi đến gần bao nhiêu và xa bao nhiêu luôn đúng không? 1,7 km hay 42 km nè. Giá nè, người ta ghi cho các bạn thông tin về tài xế nữa. Rồi ghi thông tin cho các bạn về cái số ghế de maximum à l'arrière là hai ghế tối đa và hai ghế sau. Et ensuite, il y a des interdictions pour ce conducteur. Il n'aime pas voyager avec des fumeurs. Il n'aime pas voyager avec des animaux. Ở trong trường hợp này thì có một số các cái điều cấm kỵ hay là một số các cái chỉ dẫn phụ kèm của tài xế này. Thì ví dụ các bạn thấy đây là người này họ sẽ không có đi cùng với những cái người mà hút thuốc và họ cũng không có đi du lịch với những cái người mà có mang động vật. Et il va conduire un Renault Clio 4 và người này lái một chiếc xe là thuộc thương hiệu Renault và dòng Clio 4. Rồi nếu như mà các bạn muốn xem thêm thông tin về cái thông tin là những cái phản hồi của cái đối với lại cái người tài xế như này là gì? Alors vous allez voir ici vous pouvez contacter avec Monsieur Fabien où il y a 15 avis de retour pour voir en détail qu'est-ce que les autres pensent après un trajet, un voyage avec ce conducteur. Như vậy các bạn có thể nhìn vào ở trên là nó có một cái dòng là contacter Fabien màu xanh và 15 avis là 15 ý kiến đó, 15 cái review, 15 cái phản hồi của những cái khách hàng mà họ đã nhờ đi chung xe với lại Fabian và họ để lại những cái bình luận như thế nào. Vậy thì chúng ta xem tiếp là nếu như mà chúng ta muốn tìm hiểu kỹ hơn về người tài xế này thì các bạn có thể bấm vào cái phần avis đó để xem thử là người ta nói về Fabian như thế nào. Alors, niveau d'expérience, il est ambassadeur. Il a une petite phrase de présentation. Hello, hello, je fais régulièrement le trajet Paris-Toulon. À, đầu tiên chúng ta thấy là cái giới thiệu về cái mức độ kinh nghiệm của Fabien. Anh ấy là một ambassador. Ambassador là chúng ta hay dịch là đại sứ, tức là một cái người mà cũng gọi là đi nhiều và đã thuộc một cái dạng là ví dụ các bạn thấy có tích xanh nữa, rồi các bạn thấy là đây là một tài xế mà có chúng ta có thể
tin tưởng được anh ấy. Rồi anh ấy có một cái câu giới thiệu ngắn là: "Xin chào, tôi thường xuyên đi cái tuyến Paris Toulon." Như vậy thì ai mà hay đi di chuyển ở hai cái thành phố này, Toulon là một thành phố gần Marseille, thành phố cảng, rồi Paris là thành phố thủ đô của Pháp. Như vậy nên nếu ai hay di chuyển ở trong cái đoạn đường này thì có thể lưu liên lạc, hoặc là có thể để ý lần sau tìm được tới cái người tài xế này nhanh hơn. D'autres renseignements détaillés de Monsieur Fabien. Ở đây chúng ta còn nhìn thấy một số các cái thông tin khác nè, các cái yêu cầu khác hay là các cái chỉ dẫn khác về người tài xế anh Fabien này. Bonne conduite, lái xe rất tốt. Musique tout le long, nghe nhạc suốt hành trình. À, vậy là các bạn thấy là sẽ vui vẻ hơn. Chứ mà nếu mà đi xe 5 tiếng đồng hồ mà không được nghe nhạc, không có trao đổi gì thì rất là chán. Hai cái điều mà anh ấy không thích thì chúng ta vừa nói lúc nãy rồi. J'aime bien discuter quand je me sens à l'aise. Tôi rất thích trò chuyện với mọi người nhưng mà khi nào tôi thấy thoải mái. Nhiều khi đi xe cũng phải đi qua những cái đoạn đường mà nguy hiểm, căng thẳng. Thì như vậy lúc đó chúng ta bắt chuyện thì cũng không nên lắm. Vì như vậy rất là nguy hiểm cho cả người 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 lái và người ngồi trên xe. Pièce d'identité vérifiée là căn cước, thông tin trên thẻ căn cước đã được kiểm chứng. Numéro de téléphone vérifié và thông tin về số điện thoại cũng đã được kiểm chứng. Alors, si on va voir en détail c'est quoi les notes. Nếu các bạn bấm vào phần điểm 4.8 thì các bạn sẽ thấy có người thì chấm là: "Alors, on a une évaluation de très décevant à excellent." Chúng ta thấy có một cái bảng đánh giá từ très décevant là rất thất vọng, décevant là hơi thất vọng một chút, correct là vừa phải, vừa đúng, vừa hợp lý, bien là tốt và excellent là tuyệt vời. Như vậy anh ấy được 12 người đánh giá là excellent là tuyệt vời và 3 người đánh giá là bien là tốt. Je vous conseille une astuce pour vous et surtout pour les débutants ou ceux qui n'aiment quelque chose de plus varié dans le contenu d'apprentissage. Je vous conseille beaucoup de lire en plus des commentaires, comme des avis, des retours comme ici. C'est courte, c'est simple, mais c'est aussi la langue authentique, c'est la langue de la vie quotidienne. Et donc, vous pouvez apprendre ou vous pouvez reprendre, voir dans la réalité comment les Français écrivent des commentaires. Đối với cái trang web này thì mình có gợi ý cho các bạn thêm một cái nữa là các bạn có thể dựa vào những cái phần bình luận ở đây nè để các bạn học được cách là đưa ra ý kiến hay là đưa ra cái đánh giá một cách đơn giản và biết xem thử là bình thường á, người Pháp họ muốn để lại các cái review feedback thì họ sẽ viết như thế nào, những mẫu câu ngắn đơn giản rõ ràng, và những cái câu này các bạn có thể học tập được, có thể tham khảo được và có thể dùng trong trường hợp là ví dụ sau này các bạn viết một cái bài viết gì đó về sản phẩm hay là về dịch vụ, hay là các bạn cũng tìm được một số các cái cách diễn đạt cho những cái ý tưởng đơn giản nhưng mà nó mang tính ứng dụng rất là cao. C'est très pratique avec le français parlant et peut-être pour la rédaction des petits messages. Ở đây thì những cái câu như này sẽ có thể dùng được cho những cái tình huống giao tiếp nói hàng ngày, hoặc là các bạn có thể dùng cho khi mà viết tin nhắn, viết những cái câu hội thoại ngắn. Par exemple, on peut lire de haut en bas: excellent, excellent voyage avec Fabien qui sait réduire le temps et les distances d'un long voyage grâce à son humour, le plaisir évident qu'il a à communiquer et sa bienveillance. À refaire. Ví dụ như các bạn nhìn thấy cái ý kiến đầu tiên, một chuyến du lịch rất tuyệt vời với Fabian. Anh ấy biết cách giảm cái thời gian và rút ngắn khoảng cách của một chuyến đi dài nhờ vào cái tính hài hước của anh ấy. Anh ấy thích trò chuyện với mọi người. Anh ấy tỏ ra một cách rất là rõ ràng cái việc là mình rất hứng thú trong việc là giao tiếp và kể cả cái việc là anh ấy rất là chú tâm, cẩn thận. À không phải, tức là phải đi lần nữa. Người thứ hai là Stephanie thì để lại một cái ý kiến là bien thôi. Fabien a été très arrangeant pour tous les passagers, je recommande. Fabien đã rất là biết cách sắp xếp cho tất cả các cái hành khách trên xe và tôi đề xuất anh ấy. Courant, để lại một cái bình luận là excellent. Corentin a dit que super moment, super conducteur.
Corentin thì nói một cách ngắn gọn thôi là những cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời và một cái người tài xế rất tuyệt vời. Camille, elle a dit que bien, je recommande un léger retard que Fabien rattrape par sa sympathie et une conduite prudente et efficace. Merci à lui. Camille chỉ để lại một cái ý kiến là bien thôi, là tốt thôi. Tôi đề xuất anh ấy chỉ có một trễ giờ, hơi trễ giờ một chút. Mà Fabien thì đã lấy lại phong độ bằng việc là bằng cái sự thân thiện của anh ấy và bằng cái việc lái xe rất là cẩn thận và đi đến nơi về đến chốn, efficace. Merci à lui, rất cảm ơn anh ấy. Peut-être chaque jour vous allez essayer, non pas encore, de voyager en France, mais vous allez consulter le site covoiturage et vous tapez de n'importe quelle ville et vous allez découvrir le monde des conducteurs, les avis ici. Donc ça donne beaucoup d'idées sur comment on peut parler ou comment on peut décrire une personne, comment on peut parler sur les caractéristiques, sur les qualités ou sur le trajet. Như vậy các bạn có thể thấy là ở đây khi mỗi ngày mình cũng có, các bạn cũng có thể vào đây. Bây giờ mình không ở Pháp nhưng mà mỗi ngày mình cũng có thể vào đây để gõ chọn một cái địa điểm bất kỳ. Các bạn đi khám phá một người tài xế, một cái hành trình và các bạn đọc những cái avi ở trong này. Như vậy thì cái việc học nó sẽ bớt chán hơn. Nhưng mà đồng thời các bạn cũng khám phá được nhiều điều thú vị và bắt đầu đọc dần dần, đọc nhiều cái phản hồi như này thì các bạn bắt đầu thấy tiếng Pháp nó cũng đơn giản hơn, nó dễ áp dụng hơn. Và đây chính là gọi là français authentique, đây chính là tiếng Pháp mà thực tế đây nè. Alors, imaginez que vous deviendrez un conducteur de Blablacar un jour et vous allez conduire la voiture en France et vous cherchez des passagers pour parler en route et il y a des messages de remerciement ou des avis de retour, voilà. Các bạn tưởng tượng là sau này một ngày nào đó mình có xe hơi, mình có bằng lái, mình lái xe được ở Pháp, mình cũng muốn có bạn đồng hành đi đường cho nó vui, cho tỉnh ngủ. Vì lái xe 5 tiếng đồng hồ rất là chán. Các bạn có thể đi với họ, nói chuyện với họ và sau đó các bạn hình dung là sau khi kết thúc cái chuyến đi, họ sẽ quay về, họ gửi cho mình một cái tin nhắn cảm ơn hay là họ gửi những cái ý kiến bình luận như thế nào. Có sao? Vous pouvez voir que ce n'est pas trop difficile dans la compréhension du fonctionnement de ce site web. Các bạn thấy là đối với website này thì cũng không có quá khó để hiểu cái cách vận hành của nó. Et en même temps, on trouve d'autres sources à lire ou de découvrir un petit peu quand on a le temps. Đồng thời chúng ta cũng có một số các cái gợi ý mới để khi các bạn muốn thử tìm cái gì đó đọc đơn giản, dễ hiểu thì các bạn có thể lên website này và thử làm những cách mình vừa gợi ý. Il y a aussi une application sur le smartphone. Dans l'avenir, quand vous ferez des études en France, peut-être vous allez utiliser Blablacar. Biết đâu là đến một ngày nào đó khi các bạn tới Pháp rồi học ở Pháp thì các bạn đi du lịch hay các bạn di chuyển thì các bạn sẽ sử dụng Blablacar, hình thức đi chung xe này hoặc là đi xe buýt. Alors, une petite attention, par exemple pour les filles, donc si vous utilisez Blablacar, donc ne pas monter sur une voiture avec un monsieur, voilà, donc c'est juste pour la prudence, pour votre sécurité. Ou sinon, donc dans ce cas-là, c'est mieux de choisir le bus. Có một lưu ý nhỏ thôi, thực ra thì cũng chỉ là vì an toàn chứ không có một cái vấn đề gì cả. Là đối với các bạn nữ chẳng hạn, thì các bạn nên, nếu như các bạn sử dụng dịch vụ Blablacar đi chung xe này, thì các bạn nên chọn, nếu như các bạn đi một mình nữa, thì các bạn nên chọn là một tài xế là nữ, đừng chọn tài xế là nam. Nếu như các bạn đi một mình vì an toàn bản thân chứ không vì lý do gì cả. C'est tout. On vient de finir la deuxième épisode avec la découverte d'un autre site avec un nom très très mignon. Chúng ta vừa tìm hiểu xong một cái website có một cái tên khá là dễ thương đúng không? Blablacar. Donc la prochaine fois, on va continuer avec d'autres sites. Peut-être c'est des sites de services, des sites de procédures administratives, des sites d'une université ou d'un établissement de formation,
ou un site d'achat ou de renseignement, d'information. Có thể là nó là những cái trang web về dịch vụ nè, hoặc là trang web về mua bán hàng, hay trang web về giới thiệu, trang web về tài nguyên, trang web về các cái thủ tục hành chính. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des sites à découvrir vraiment, nếu các bạn có những cái trang web mà thực sự các bạn muốn biết tìm hiểu xem trước xem nó như thế nào, vous pouvez laisser des commentaires et on va voir dans les épisodes suivantes. Và nếu như các bạn cần tìm hiểu một cái trang web nào đó thì các bạn có thể để lại dưới phần comment và chúng ta sẽ xem những cái website đó trong các cái tập tiếp theo. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine fois. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết tập và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. N'oubliez pas de consulter aussi notre site web et notre recueil học đi thôi. Và các bạn hoặc là các bạn cũng có thể ghé qua website vtrouge.com hoặc là blogbusabiz.com. Nếu như các bạn đang cần một tài liệu thì các bạn có thể tìm hiểu học đi thôi. Bon, merci beaucoup. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. À la prochaine fois. Hẹn gặp lại vào lần sau. Bye bye.